Anh ơi, chị giúp em bài thuốc đau thần kinh tọa với. Cảm ơn bon nhiều. Ôn. Cảm ơn em đã hỏi. Cô chú anh chị em nào mà bị thần kinh tọa, nhớ tìm bài thuốc này nha. Uống rất là hiệu quả luôn, bảo đảm sẽ rất là khỏe. Một, tìm cái cây bình bị biển 30 g. Hai, là cái cây cà dăm. Cây cà dăm nhiều người ít biết lắm, nhưng mà cô chú gắng tìm đi, 40 g. 3. Mắc cỡ gai 30 g. 4. Cây cần sen 20 g, hay còn gọi là cây búng á, là 20 g. Đó, cô chú nhớ cho thật kỹ ha. 5. Dây nhãn lồng còn gọi là trùng bao lạc tiên 30 g. 5 bài thuốc, 5 thứ thuốc này trộn vào nhau. Nấu 1 lít nước, còn nửa lít nước uống hàng ngày. Uống đi, khỏe hay không là thang thuốc đầu tiên là biết liền à. Cô chú nhớ làm theo bài thuốc này rất là hay. Đau thần kinh tọa, đau nhức xương khớp, đau nhức mình mẩy, ngủ không được, đặc biệt là trời lạnh hay là làm việc dạng dạng gân cốt tí xíu nó đau nó nhức. Cô chú nhớ làm theo bài thuốc này rất là hiệu quả. Chúc tất cả cô chú anh chị em mạnh khỏe. Chun po bom ốn sục sbai ngọt ni chum rib li.